Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Chào mừng các bạn đã đến với lớp học làm gốm lần đầu tiên được tổ chức trên kênh Toy Station với mình là host anh KT. Như các bạn cũng được biết thì Việt Nam của chúng ta cũng là một trong những nước rất là nổi tiếng về nghề làm gốm. Có rất nhiều những nghệ nhân và địa danh được gắn liền với cái nghề này. Ví dụ như là làng gốm Chu Đậu, làng gốm Bát Tràng, làng gốm Phù Lãng, vân vân và vân vân. Rồi kể cả trong những cái vùng thành thị chúng ta cũng có rất là nhiều những cái studio, những cái workshop nhỏ hoặc là lớn. Có những nghệ nhân trẻ người ta sẵn sàng hướng dẫn cho bất kỳ ai muốn trải nghiệm cái nghề làm gốm này. Và ngày hôm nay trên kênh Toy Station, anh KT mình sẽ mang đến cho các bạn một trải nghiệm của nghề làm gốm thật là độc lạ. Có 102. Yep. Với bộ đồ chơi Pottery Wheel của Explorer Series đến từ hãng National Geographic. Độc lạ không các bạn? Độc lạ không? Ok, nãy giờ thì kiểu mình intro về nghề làm gốm này nọ cho vui thôi nha các bạn. Chứ cũng sẽ chẳng phải là hướng dẫn các bạn làm nghệ nhân làng gốm gì đâu. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên mà anh cái tay mình được chạm tay vào cái bộ này. Cũng như là cái concept của cái việc làm gốm luôn. Trước giờ là chỉ toàn coi trên video thôi. Đấy, cho nên là nói trước nếu mà ví dụ như tác phẩm sau khi cái video này ra mình làm những cái ly, cái tách hay là cái chén gì đó mà nó ghê quá, các bạn cũng thông cảm nha. Rồi, còn về cái thương hiệu National Geographic, đọc tắt là NatGeo này thì nếu như các bạn có theo dõi Toy Station từ trước tới giờ chắc cũng đã rất là quen thuộc rồi, bởi vì mình đã trải nghiệm cái thương hiệu này qua những cái bộ kit nuôi trồng tinh thể nè, nguyên một series 3-4 tập luôn. Rồi gần đây nhất là cái series Mai Đá Cho Tới Khi Bóng Loáng, Rock Tumbling. Còn đây là một bộ kit làm gốm nha các bạn. Create amazing works of art, tạo nên những kiệt tác gốm. Ở bên trong thì sẽ có khoảng 2 pounds đất sét khô tự nhiên, khoảng là 1 kg, gần 1 kg. Rồi nguyên một cái máy bộ kit, nó có cái bàn xoay như vậy, có thêm một cái cánh tay để mà giúp chúng ta nặng cái ly gốm nữa các bạn. Đấy. Đây ha, hình demo sơ sơ những cái dụng cụ mà chúng ta có bên trong. Go. Cẩn thận, vì đây là một bộ đồ chơi sẽ dùng tới điện. À, như vậy thì có thể là bên trong nó sẽ có dây điện để mình cắm thẳng vô ổ điện chứ không phải là xài pin nha các bạn. Bởi vì nó xoay như vậy thì nó sẽ cần rất là nhiều năng lượng ấy. Ok, lưu ý ha. Rồi. Wow, cả một cái bộ kit khá là nặng luôn các bạn. Ta có một cái instruction hướng dẫn sử dụng đây nè. Rồi, chút nữa mình sẽ đọc kỹ luôn. Cái này là một cái... một cái tập dề các bạn. Một cái tập dề có logo của National Geographic. Thì cái này mà chơi xong mình lấy mình nấu ăn cũng được nha. Rồi, mình cũng sẽ đeo cái này luôn, nhưng mà có thể là các bạn sẽ không thấy mình đeo. Đây, xem nào. Cái này là cái cánh tay của cái dụng cụ của cái máy. Cái này nặng á, cái này nặng nè. Bên trong nó là đất sét các bạn ơi. Nó là một cái loại đất sét đặc biệt, mình kiểu là mình cũng không có rành là loại gì, nhưng mà nó sẽ cứng trong vòng 24 tiếng. Ok, hợp lý. Bởi vì mình biết là khi mà người ta làm gốm thì cái đất sét nó sẽ ướt và nó rất là mềm các bạn, kiểu đụng vô là nó sẽ bể. Không phải bể nữa mà kiểu nó bị nhúm lại bởi vì nó mềm mà. Thì cái công đoạn quan trọng nhất sau khi mà đã tạo hình thành công của một cái tác phẩm gốm thì người ta sẽ đem nó đi vào cái lò nung. Nung trong thời gian bao lâu thì mình không biết, nhưng mà với nhiệt độ lửa thì nó sẽ cứng lại và nó thành cái ly, cái tách hay là cái chén gì đó chúng ta xài được. Còn cái này là cái bộ kit đồ chơi mà, cho nên là mình cũng khá là thắc mắc không biết là mình sẽ nung bằng kiểu gì. Hóa ra đây là một cái loại đất sét đặc biệt, nó sẽ tự cứng lại trong vòng 24 tiếng ha. Ok, và chúng ta có hai bịch như vậy nha các bạn. Một bịch về phải khoảng 4 lạng mấy, gần nửa ký nè. Đấy, một cái miếng sponge, một cái này nó cũng sẽ nó cũng là sẽ cái dụng cụ. Cái này là gì đây ta? Cái này là màu các bạn ơi, giống như màu nước hay sao á. Có thể là để mình cái khâu trang trí nha các bạn. Một cái khay màu mini. Cọ nè. Ba cái dụng cụ giống như là những cái dao, những cái tool để chúng ta tạo hình cái bên ngoài. Ok. Chi tiết. Cái này cũng chi tiết. Hả? Đây. Chúng ta sẽ cắm thẳng trực tiếp vào nguồn điện nha các bạn ơi. Cho nên là bạn nào nhỏ quá thì hết sức cẩn thận ha. Đấy, còn cái này là cái máy chính nè. Alright. Cái công tắc nó sẽ nằm bên đây. Này là gạt số 1, mình nghĩ là sẽ quay chậm. Số 2 sẽ quay nhanh hơn xíu. Cái này là quay đảo chiều nha các bạn. Có thể làm cho cái đĩa này nó quay ngược chiều kim đồng hồ hoặc là theo chiều kim đồng hồ cũng được. Đằng sau này là chỗ cắm điện. Ok, còn gì nữa không? Đây là ta có hai cái que gỗ và một cái cọng dây cước. Rồi, cái này mình đoán nha, là cái cách mà để chúng ta kiểu tách cái tác phẩm gốm của chúng ta khỏi cái đế sau khi mà mình đã hoàn thành đó các bạn. Cái này mình biết là bởi vì mình coi video người ta làm gốm rất là nhiều rồi.
Ok các bạn ơi, và sau khi đọc xong cái cuốn hướng dẫn này rất là chi tiết các bước ha, những cái cơ bản nhất cách vận hành cái máy này, nó cũng đơn giản thôi. Rồi những cái tool nó làm cái gì, cách chúng ta sẽ đặt cái cục đất sét lên như thế nào, các bước tạo hình vân 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 vân. Và trong quá trình thì nó cũng sẽ quan trọng khi mà chúng ta phải add thêm nước vô nữa các bạn, kiểu như là cho cái đất sét nó ướt ướt ấy. Này, kiểu cũng không dễ nha, đòi hỏi phải có kinh nghiệm nha. Lần đầu tiên nguy cơ fail chắc hơi bị cao đây. Xem nhiều video rồi các bạn có thể là cái đó nó cũng là kinh nghiệm và lý thuyết. Tuy nhiên, ta-da. Chắc chắn một điều luôn thì nó sẽ là một cái bãi chiến trường. Nước rồi đất sét này nọ nó sẽ chây ra. Ôi dồi, cái bàn ở bên dưới của mình nó sẽ dơ luôn. Cho nên là đây, mình trải một cái lớp ni lông này ra nha các bạn, cho nó sạch sẽ và dễ dọn sau khi mà chơi xong. Ngoài ra thì như tất cả các sản phẩm của National Geographic sẽ nhằm vào mục đích là giáo dục, education. Thì họ có đi kèm thêm một cái cuốn Learning Guide rất là thú vị nha các bạn. Bắt đầu với đất sét là gì. Đấy. Rồi vật lý học của nghề làm gốm ở trên cái bàn xoay, The Physics of Pottery đó các bạn. Đấy. Đây ha, hình ảnh trực quan người ta làm gốm bằng tay á, nó sẽ trông giống như thế này. Rồi những tác phẩm gốm khác nhau của các nền văn hóa lịch sử khác nhau từ trước tới nay. Ở đây chúng ta có những cái bình gốm của Hy Lạp nè, này là gốm châu Á, vân vân, rất nhiều những cái kiến thức bổ ích. Rồi ngoài ra thì trên trang web chính của National Geographic họ cũng có hẳn cả những cái video rồi những cái bài viết chuyên sâu hơn về cái lĩnh vực này. Dạ, luôn luôn là vậy các bạn, những sản phẩm của National Geographic thì là học mà chơi, chơi mà học. Ok rồi, bây giờ cái máy này mình đã cắm dây rồi ha, có điện rồi. Bây giờ sẽ test nè, bây giờ mình sẽ bật cái công tắc bên này, bật số 1 nha. Ok, cái bàn nó xoay nè các bạn. Tiếng nó hơi ồn nha. Số 2 nè. There you go. có thể là cái mic của mình nó sẽ lọc âm bớt các bạn đó không nghe, nhưng mà ở ngoài mình nghe nó khá ồn. Rồi, tắt nè. Ở bên đây là cái cần gạt, mình sẽ làm cho cái dĩa này nó xoay ở vòng ngược lại. Đây các bạn, đây nó đang xoay theo chiều kim đồng hồ nè. Này ngược chiều kim đồng hồ lại nè. Rồi bởi vì là mình thuận tay phải cho nên là mình sẽ gắn cái cần này nó ở bên phải nè. Và chúng ta sẽ có ba cái dụng cụ chính để mà hỗ trợ cho cái việc tạo hình. Đầu tiên là cái thiết bị này mình sẽ gắn vào đây. Đó. Cái này nó gọi là cái tool để mà chúng ta centering, mà làm cho cái cục đất sét của chúng ta nó vào chính giữa đấy. À mà thôi, chút nữa nói chung là làm tới đâu sẽ cho giải thích cho các bạn tới đó luôn. Mình cũng đã chuẩn bị một chậu nước ha. Đây, lấy cái sponge này, để vô đây. Cho nó ướt, chút nữa mình sẽ dặm cái cục đất sét. Ok, chăm hay không bằng tay quen, cứ gọi là tiến hành đi nha các bạn. Bây giờ ấy, với một cái bịch này, mình nghĩ là khá to. Mà một khi mình đã xé nó như vậy, thì mình sẽ phải làm hết cái đống này các bạn, không thôi là nó sẽ khô. Được chưa? Bản thân cái đất sét này, nó cũng khá là ướt nha. Nó khá nhiều ấy, mình nghĩ là mình sẽ lấy ra một nửa thôi nha các bạn, một nửa trước đi. Tầm nhiêu đây. Được ha. Đấy. Trời ơi, chưa gì mà nó tay hoài rồi. ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ nhào nặng nó một tí. Nó giống như đất sét để khá nhiều play đồ mình hay chơi đó các bạn. Mà nó nó rất là khác, nó rất là khác. Nó rất là ướt nha. Rồi, mình sẽ vo là một cái cục như vậy. Vo là một cục tròn tròn. Ok không? Có vẻ như hơi nhỏ nha. Hơi mặc kệ. There you go. Oh my gosh. Thú thật với các bạn là mình cũng khá hồi hộp ấy. Lần đầu tiên mà. Ai cũng có lần đầu tiên cả. Rồi, sau đây. Mình thấy mấy ông mà trong video thường hay là bẹt. Rồi, ấn xuống nè. Dạ, đấy, mình sẽ ấn xuống, cứ ấn xuống đi các bạn. Rồi, vậy ha. Tiếp theo, mình sẽ lấy cái dụng cụ này, nó gọi là cái dụng cụ centering. Set up ở đây. Đấy. Chưa, đó, các bạn thấy không? Khi mà cái này nó xoay, mình sẽ để cái này vô mình ấn. Thì nó sẽ đều. Đó, mình trước tiên. Mình sẽ đam cho nó một tí nước nha. Đó. Nó ướt ướt các bạn. Rồi. Bật máy lên nào. Max speed. Ok nè. Bây giờ mình sẽ để vô chậm chậm nha. Chậm chậm nha các bạn. Được không? Chậm chậm thôi. Đó. À không. Một cái tay này mình phải để trên đây nữa. Đó. Thôi. Cảm giác
khá là nghệ nhân rồi các bạn ạ. Ok. Thả là mình sẽ làm cho nó cảm giác là nó hơi khô quá rồi. Ở luôn. À rồi bây giờ mình lấy tay mình nhúng thẳng vô nước luôn ấy. Nó trơn hơn ha. À, mình sẽ làm cho nó một cái hình cao nha các bạn ơi. Mình gom nó vô chính giữa cho nó cao lên xíu. Ủa sao? Hold on, wait a minute. Sao trên này cái nó bè ra vậy ta? Oh gosh. There you go. Nó giống như là một cái bánh này nè các bạn thấy không? Có lẽ là mình sẽ gom ở trên này lại một tí coi. Oh my gosh. Cái cảm giác rất là đã nha. Mình không nghĩ là nó sẽ đã tới mức như vậy các bạn ạ. Oh gosh. Đó. Khi mà nó xoay mà nó rít cái tay mình á, mình phải chấm một miếng nước. Mình nghĩ là mình sẽ gom cho nó cao hơn xíu nữa. Ok, yes. À, và như vậy chúng ta đã có cái cục đất sét nó ở chính giữa rồi, được chưa? Đấy, theo lý thuyết nó là như vậy. Rồi, tiếp theo nè, chúng ta sẽ dùng cái này nha các bạn ơi. Cái này nó là mình sẽ gọi là sao ta? Nó là một cái opener. Nghĩa là mình sẽ mở cái lồng của cái cục gốm này ra. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cũng để số 2 luôn ha. Và bây giờ nè, mình sẽ để ngay chính giữa nè. Rất là nhẹ nhàng và từ tốn thôi các bạn. Từ tốn rồi ha. Đó. Đừng có để xuống sâu quá thì nó sẽ bị lủng cái đáy luôn. Và bây giờ nhẹ nhàng là mình sẽ kéo ra ngoài nè. Không, để mình check coi cái độ sâu nó dưới coi. Chắc xuống xíu nữa. Hoặc là cái này các bạn cũng có thể kiểu nếu mà có nghề rồi các bạn có thể dùng tay mình điều khiển cũng được. Nè, bây giờ mình sẽ kiểu là mình banh nó ra từ từ nè các bạn. Từ từ thôi nha, không thôi là nó bể. Một tay này mình để mình hỗ trợ nó bên ngoài. There you go. Oh yes. Okay. Oh boy. Nhưng mà nó bị nứt xung quanh rồi các bạn ơi. Nó bị nứt xung quanh rồi. Nó mở được cái lồng rồi nhưng mà nó bị nứt xung quanh rồi. Mình nghĩ là kiểu bởi vì nó bị khô hay sao ấy. Ok, để mình sẽ cố mình fix lại những cái này nó bằng tay coi nhé. Để số 1 thôi. Đó, mình sẽ lấy tay. Ok, một tay ở trong, một tay ở ngoài. Oh my gosh, y chang như là cảm giác y chang trong mấy cái video mình coi rồi các bạn ơi. Hơi bị đã luôn. Ok. No. Oh gosh, what happened? Oh gosh. No! Em ơi! Nó ngoẻo cào ngoèo luôn rồi các bạn ơi. Nó ngoẻo cào ngoèo luôn rồi. Tôi đã làm gì thế này? Từ từ. Vô nha. Hả? Ôi! Rồi xong luôn. Xong.
xong. Oh my gosh. Khó nha. Không giỡn nha. Bây giờ á là mình chơi bằng tay luôn nè. Mình chơi bằng tay giống trong video luôn nè. Ok. Chờ. Let's go. Rồi bây giờ mình sẽ mở nó ra nha. Mở từ từ thôi nha các bạn. Hết sức từ từ. Nó đang bị bể một cái miếng ở chỗ này. Oh gosh. Yeah, fix it thế nào đây nhỉ? Okay, mình sử dụng cái tool này để mà mình cố làm cho cái bề mặt ở trên nó, chỉ là cái viền đó các bạn, nó bằng lại. Okay. Wow. nó nhìn cũng gọi là sao? Ra được một cái ly hay là cái chén gì rồi các bạn. Chí ít là nó cũng ra được rồi bây giờ. Oh man. Nhìn cái tay mình nè. Đất sét nó dính trên tay mình chắc còn nhiều hơn là nó ở đây nữa chứ. Nhưng mà khi close up lại á thì các bạn sẽ thấy là nó chưa có hoàn hảo hay là bất cứ một cái thứ gì nó gần như là hoàn hảo đâu. Bây giờ cố gắng best nhất có thể nha các bạn. Thiệt sự luôn, best nhất có thể để mà làm cho cái mặt phẳng nó smooth ha. Rồi á, mình sẽ cố mình nhấn thêm một vài những cái chi tiết ở bên ngoài này. Có thể là mình sẽ nhấn cho nó một cái eo nhẹ nhẹ đó ở đâu đây để mà mình test thử coi ha các bạn ha. Mình sẽ rất là cẩn thận. Wow, cái này mà kiểu ông nào mà biết làm nghề gốm nhìn làm cái này chắc ức chê chết á. Yo, có cảm giác là mình càng làm thì nó sẽ càng tệ nha các bạn. Cho nên là bây giờ nó đang ở cái dáng khá là đẹp rồi nè. Ít cái đường nứt nè. Mình nghĩ là mình chốt cái tác phẩm đầu tiên ở đây đi các bạn. Chốt cái tác phẩm đầu tiên ở đây đi nha. Rồi sau đó chúng ta tính tiếp nha các bạn. Oh gosh. Oh boy. Đấy, đây sẽ là cái cọng dây cước nha. Yeah. Cắt nó ở dưới đấy. Đây đó. Đây rồi, mình sẽ để nó lên cái miếng. Oh no, nó dính vô cái đấy rồi. Oh no. Mình nghĩ là mình làm cho nó hơi bị quá ướt rồi các bạn. Hơi bị kiểu quá ướt rồi ấy. Cho nên là bây giờ chắc chỉ còn một cách là mình sẽ để cho nó khô ở trên cái dĩa này luôn. Thực ra là cái dĩa này chúng ta nhấc lên được nha. Chắc là phải để cho nó khô ở trên cái dĩa này luôn. Thử lại lên thêm một lần nữa nha các bạn. Ok. Hơi có bạo lực một tí nhưng mà mình đã lấy nó ra được rồi. Và oh gosh. This is completely fail nha các bạn. Completely fail luôn. Oh man. Từ một cái thôi. Mình bỏ nó qua bên đây đi. Mình bỏ nó qua bên đây. Bởi vì như mình nói hồi nãy ha, thì cái đất sét này chúng ta không có để qua ở ngoài không khí qua ngày được, nó sẽ khô lại. Cho nên là bắt buộc mình phải làm luôn. Mình làm luôn cái nửa cục kia nha các bạn. Lần này thì nói chung là có kinh nghiệm rồi đó. Mình sẽ không có add quá nhiều nước nha các bạn. Trời ơi, add quá nhiều nước luôn. Lần đầu là đúng ra là làm được rồi á, cái nó bị fail. Let's go.
Ok các bạn ơi, không thể gọi là thành công được. Không có cái gì trong video này tính cho tới đến điểm này gọi là thành công được. Nhưng mà mình đã gọi là có cố gắng hết sức rồi. Và tới thời điểm này thì mình nhận ra một điều nha các bạn. Tuy á, đây nó là một bộ đồ chơi về làm gốm, nhưng khẳng định với các bạn là nó đòi hỏi skill của một người thợ làm gốm thực thụ nha. Ok không? Đó. Còn đây. À đây. Hai tác phẩm này không? Là những gì mà các bạn đang thấy của một người chưa bao giờ đụng đến cái việc này. Rồi có thể mình cũng kiểu excuse xíu là mình cũng đang kiểu quay phim mọi người hiểu không? Trong cái tình thế nó hơi khó khăn ấy. Nhưng mà thôi anyway, quá khuya rồi. Bây giờ mình cũng đã hơi bị đuối đuối rồi. Có làm thêm thì chắc nó sẽ bày hay hơn nữa. Thôi thì để đây đi, 24 tiếng sau quay lại coi nó như thế nào nha các bạn. Ok, hẹn gặp các bạn trong vòng 24 tiếng nữa. Yeah. Bây giờ rửa tay mòn mỏi luôn. Ok, rồi các bạn. Bây giờ là đã khoảng 3 ngày, yeah, cỡ đó. Sau khi first try lần đầu tiên với cái bộ này. Và không biết nói gì hơn. Để show cho các bạn hai cái thành quả. À không. Hai cái hậu quả của cái đợt vừa rồi nha. Đây. Wow. Những cái tác phẩm đất sét của chúng ta nó đã cứng lại rồi đấy. Nhưng mà nó tất nhiên là nó sẽ không có như được như cái tác phẩm gốm thật. À không, nung lên thì nó sẽ cứng ha. Còn cái này thì nó cũng chỉ là đất sét nó khô lại thôi, thì nó cũng sẽ rất là dễ bể. Và đây. Ok. Cái dĩa, chúng ta tạm gọi là cái dĩa đi. Lần đầu tiên thử nè. Đó, nó bị nứt ở đây. Nứt ở đây. Oh gosh. Còn cái này mình đã cố vớt vát nó thành một cái cup để mà nó có thể đựng nước, rồi nó có cái vòi ở đây ha. Nhưng mà ta-da, nguyên một cái lỗ cũng hơi nhỏ thôi, mà kiểu là nước nó sẽ không có giữ được. Chỉ có cái là mình đã cố gắng tạo ra được một cái texture ở đây, những cái đường line nè các bạn. À, nhờ có cái dụng cụ này nè, mình để vậy nè các bạn thấy không? Rồi, đúng ra là mình đã kiểu give up cái project này rồi. Nhưng mà sau vài ngày tĩnh tâm thì xem lại một số những cái video clip của bạn thấy không? Rồi sẵn chúng ta cũng còn một pack đất sét này nữa, cho nên là tại sao không thử lại một lần nữa? Ok không? Tiến hành luôn nha. Tiến hành luôn. Let's go. Tuy nhiên với kinh nghiệm từ lần trước rồi, thì lần này mình đã có một cái chiến thuật khác các bạn ạ. Thay vì á một cục như thế này, chúng ta ngắt làm đôi ha, để làm một cái gọi là sao ta, một cái sản phẩm gốm gì đó mà nó bằng như cái size bình thường. Không, lần này khác, lần này chúng ta sẽ làm một cái sản phẩm size mini, bởi vì mình nghĩ nếu mà mini thì có thể là mình sẽ dễ dàng để mình kiểm soát hơn. Ok không? Rồi, nhưng mà thôi trước tiên thì để lau cái này đã. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ ngắt một cục siêu nhỏ thôi, nhỏ tầm cỡ này thôi ha, để làm một cái tác phẩm nhỏ thôi. Rồi nhào nặng nó một tí nè các bạn ơi. Lần này á mình sẽ không cần tới dụng cụ hỗ trợ luôn chưa, và đúng nghĩa là sẽ dùng ít nước lại một tí. Oh yeah. Với lại lần này á, mình đã học cách dùng lực nhiều hơn các bạn à. Dùng lực kiểu nó đúng hơn á. Ok. Không, cái cảm giác nó rất là khác nha. Cảm giác nó rất là khác so với dùng mấy cái thua nhựa kia các bạn à. Được rồi. Cảm nhận được rồi mọi người ạ.
khúc này vội rồi. Ok, lại. Cái khúc mà mình mở cái miệng nó ra thì mình hơi vội rồi mọi người. vẫn chưa được. Mình có một tí cảm giác rồi. Ok, tập trung hơn xíu nào, không ghi vấp nhé. Yes, vừa nãy có lẽ là các bạn cũng đã thấy là wow. Yeah, vẫn chưa là gì nhưng mà so với cái trải nghiệm đầu tiên ấy, hai cái tác phẩm này nè, thì mình cảm nhận là mình đã bắt đầu mình gọi là sao ta, mình hiểu được rồi các mọi người, mình hiểu được cái cơ bản nhất của cái cơ bản rồi, những cái hành động của mình đã bắt đầu nó có cái kiểm soát hơn rồi đúng không? Cái cách mà mình đặt tay cũng như là cái việc mà cái cục đất sét này ở giữa nó sẽ react như thế nào đối với những cái hành động nhỏ nhất của mình. Đúng ra là hồi nãy là mình khá là hài lòng ở cái khúc giữa rồi, nhưng mà kiểu là mình muốn sẵn rồi tiện á, cái mình thử coi mình có điều khiển nó được tới đâu. Thôi thì chắc là cái tác phẩm này nó cũng sẽ ở đây đây các bạn ạ. Wow, bây giờ cái việc khó là làm sao mà lấy nó ra nguyên vẹn nè. Ok. tạo như vậy đi các bạn. Rồi ok. Để nó qua một bên nha. Rồi đó, tương tự vậy để mai nó khô. Rồi, bây giờ tiếp tục luôn. Tiếp tục. Lỡ rồi. Bây giờ mình sẽ cái mục đích bây giờ á là sau khi đã cảm được cái gọi là gì ta? Cái control, cái điều khiển một tí thì bây giờ mình sẽ nhắm là nặng được một cái hình gì đó nó cao cao mọi người, giống như là một cái ly cao hay là một cái bình á. Bình thì nghe nó hơi gọi là tham vọng quá, nhưng mà có thể là một cái ly cao. Ok, nó dùng cái gì mà nó tròn tròn và nó cao cao, được chưa? Oh my gosh, đang quay giữa chừng cái thẻ nhớ đó nó bị ngưng các bạn ạ. Trời ơi, đây nè, mình đã nặng được tới cái này rồi, kỳ vậy. Không tin được luôn các bạn ơi, cái này là gọi là thành công nhất trong 4 tác phẩm rồi nè. Đúng thiệt luôn nha, càng làm kiểu mình có kinh nghiệm ấy. Ok, để chỉnh lại một tí, mình nghĩ là mình sẽ tạm hài lòng với cái này rồi. Đừng có cố quá, cái nó thành quá cố. Ok. There you go. Yeah. Bây giờ biết sao không? Lỡ rồi. Thì mình sẽ đây. Ok.
mình cho cái miệng nó hơi hơi kiểu là nó nhọn nhọn ở bên đây luôn các bạn. Rồi. Rồi đây. Quẹt một cái đường lại đây. Quẹt một cái ở đây. Rồi. Done. I am done with this. Mình nghĩ là mình sẽ tạm hài lòng với cái tác phẩm này, cho cái bộ này, cho cái video này đó các bạn ơi. Rồi bây giờ thì cái việc tiếp theo thì mình sẽ chờ tiếp tầm 2-3 ngày nữa coi nó khô đúng không? Rồi mình tiến hành tới cái khâu gọi là trang trí bằng màu các thứ. Oh my gosh, unbelievable. Hẹn gặp lại các bạn trong khoảng chừng 2-3 ngày sau nha. Right. Thưa các bạn, đây có thể là một trong những cái tập mà gọi là bừa bộn nhất trong cái quá trình thực hiện ở trên kênh Toy Station. Nhưng mà thực ra thì mình cũng không có quá phàn nàn về cái việc đó. Cái cảm giác chung thì nó gọi là gì ta? Nó vui, một cái trải nghiệm rất là lạ. Thì như mình đã nói rồi, từ trước tới giờ thì mình đã xem người ta làm gốm này nọ, kiểu quay hơn, lấy cái tay sờ vô, tạo thành hình cái bình này nọ, trông nó rất là gọi là thỏa mãn ấy. Đấy, thì từ trước tới giờ thì chỉ xem trên video thôi. Còn hôm nay thì được có một cái dịp tận tay trải nghiệm cái cảm giác đó. Và như các bạn cũng đã thấy luôn thì nó đi từ những cái level và cái cung bậc cảm xúc là fail nhất có thể, sau đó bắt đầu ngừng mấy ngày để mình kiểu thoải mái hơn, relax hơn một chút xíu ha. Cảm giác đã tốt hơn rồi, có thể điều khiển được cái tay rồi, như cái độ xoay của cái cục đất sét ở giữa nó tốt hơn. Ok, tất nhiên sẽ để cho các bạn xem cận cảnh. Đây là cái hậu quả đầu tiên đó, một chiếc dĩa ha. Cái này thì mình đã hơi tham lam, mình làm cho nó dày với lại nó to đấy, size to, và hoàn toàn là chưa có cảm nhận được một cái gì hết, cho nên wow nhá. Nó nứt ở đây luôn các bạn ơi, một cái vết nứt rất là bự. Nó cũng không có một cái gì gọi là đều nữa, thậm chí nó cũng không phải là một cái hình tròn nữa, cho nên là mình cũng không có trang trí nó. Kế tiếp thì có đỡ hơn một chút xíu, tuy cũng là fail, bởi vì mình đã có được cái shape nó tròn hơn rồi các bạn. Wow. Rồi mình cũng đã khoét được một cái lòng ở bên trong như thế này của tác phẩm. Cái phần viền ở trên này là hoàn toàn là ngoài ý muốn nha các bạn. Các bạn có thể thấy là chỗ này nó bắt đầu nó méo rồi đấy. Rồi cú vớt ở một cái vòi ở đây. Cũng không thực sự là giúp ích gì. Bước cuối thì mình touch up bằng cái tool để tạo ra những cái đường răng cưa như thế này. Không biết các bạn có để ý không, thì nó có một cái đường nứt nguyên cái lỗ to và bá ở ngay đấy. Yep. Tiếp theo, khoảng 2 ngày sau đó, mình đã thử lại. Và trong như là cái phần mà mình đã làm cái này, mình đã có chia sẻ rồi. Tuy gần như là mình không có xài những cái tool được cho sẵn nữa, mà mình cố gắng mình dùng tay để mình cảm nhận. Và kết quả là mình bắt đầu là mình đã cảm nhận được cái việc gọi là xoay gốm này rồi. Bằng chứng là mình đã làm được cho cái tác phẩm này nó cũng khá là tròn
Rồi á, mình tạo được một cái mép như thế này. Đó, một cái mép mỏng ha. Rồi nó không có bị lủng dưới đáy. Ủa dạ? Nhưng mà chẳng qua là mình đã test một số những cái kiểu khác nó nhiều quá. Cho nên là cái này nó thành dẹp như là một cái dĩa vậy luôn. Tiếp theo nè. Đó, bắt đầu mới gọi là làm theo cái ý tưởng rồi các bạn. Thì đây nó là một cái... các bạn cứ coi như nó là một cái ly đi. Đấy. Rồi nó có cái miệng rót nước ở đây ha. Và cái ly này thì mình đã thực sự là mình muốn làm cho nó ở một cái dạng cao. Cơ mà bị lỗi thiết bị, bị lỗi footage lúc nào không bị. Bị ngay cái lúc mà mình làm ra được cái tác phẩm ưng ý nhất. Có chán không cơ chứ? nhưng mà đây, như cậu, mình cũng đã sơn lại cái phần ở bên ngoài cho nó giống như là cái màu nó hơi gốm đen đen ha. Ở bên trong thì mình cho nó một cái lớp coat trắng thôi, cũng không có gì đặc biệt. Sau đó thì khá là cay cú với cái việc là đã bị mất footage của cái cốc này. Và cũng như là mình muốn thử lại coi là có thật sự là mình đã cảm nhận được thật hay chưa, hay là mình ăn hên với cái này. Thì đây, ok, mình đã thử với một cái ý tưởng, đó là cũng là một cái gì đó, một cái cốc gì đó nó cao, cộng thêm cái việc là mình bóp eo cho nó rồi làm cho cái miệng nó bè ra như thế này. Đó, cái này là hoàn toàn là có chủ đích nha các bạn. Ok ha. Có thể là sau khoảng chừng thêm 47-49 lần nữa thì mình sẽ gọi là làm thành một cái nào gì đó nó hoàn chỉnh xem với sao, đúng không? À, bên trong này mình có concept là Starry Night, bầu trời đầy sao nhá. Let's go. Ok, có thêm một cái nữa là tuy là cái bộ sản phẩm này nó nói là 24 tiếng á, thì cái đất sét tự khô này của chúng ta nó sẽ khô lại. Nhưng mà mình thấy là nó chỉ mới gọi là giống như là nó không còn chèn nhẹt để mà các bạn có thể cầm nắm thôi. Nó vẫn còn kiểu là nó hơi có thể cảm nhận được cái độ ẩm ấy. Còn đã thực sự mà khô cứng ngắc luôn á, thì đây là giống như mấy cái này. Các bạn, mình nghĩ là các bạn phải để tầm từ 3 ngày trở lên nha. Ok, và cuối cùng thì có một cái đánh giá mình nghĩ là tuy là mang tính cá nhân nhưng mà nó cũng sẽ là khách quan mà nói. Thì nếu như các bạn là kiểu teen trở lên hoặc là người lớn hẳn, có điều kiện mà muốn trải nghiệm với cái bộ này ấy, thì nó sẽ, mình nghĩ là nó sẽ giống như thế này, như những gì mà mình vừa trải nghiệm. Cái level của anh cái tay mình thì nó nằm ở một cái người là hoàn toàn chưa biết gì về cái việc xoay gốm. Còn nếu như các bạn mua cho những bạn nhỏ hơn á, kiểu dưới 10 tuổi chơi, là con cái hoặc là em của các bạn, thì mình nghĩ là mọi người phải hết sức cân nhắc trong cái việc là phải hãy chơi cùng với lại bạn nhỏ đó. Bởi vì như các bạn thấy đó, nó không phải là hoàn toàn dễ dành cho trẻ em chơi một mình. Ban đầu mình nhìn những cái hình demo thiết kế của những cái tác phẩm này nè, ở trên hình nè, đó cái ly này nè ha, mình kêu trông nó có vẻ nó đơn giản quá, có thể là mình sẽ sáng tạo hơn lên một cái gì đó nó uốn lượn hơn, đúng không? Nhưng mà không các bạn ạ, như vậy thì vẫn có thể làm được nhưng mà khó lắm nha. Nhìn như vậy là đẹp lắm rồi đấy. Chắc chắn trong tương lai nếu có dịp thì mình sẽ trải nghiệm với cái việc mà xoay gốm này thêm một lần nữa, nhưng mà ở một cái xưởng gốm chuẩn chỉnh, nơi mà họ có cái dịch vụ có người hướng dẫn cho mình làm á các bạn. Hay, và với đất sét để mà làm ra đồ gốm thiệt luôn. Ok, còn các bạn nghĩ sao về bộ đồ chơi này? Hãy comment tất tương tự ở bên dưới cho anh KT được biết ha. Còn bây giờ thì như thường lệ, nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho anh KT một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. KT sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.